Thưa quý vị, sau nhiều năm công tác, trải qua nhiều cương vị khác nhau, tiến sĩ Trần Bá Uẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Điện Biên. Được Đảng ủy, cơ quan, tập thể cán bộ sư phạm nhà trường đánh giá là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ những ngày đầu được cấp trên tin tưởng giao đảm nhận trọng trách là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, tiến sĩ Trần Bá Uẩn đã xác định nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp. Hợp tác giữa nhà trường, địa phương, doanh nghiệp là xu thế phổ biến và mang tính tất yếu. Chính vì vậy, thầy đã cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ giảng viên của nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học trong quản lý, tổ chức đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp. Nhà trường cũng tích cực, chủ động và khuyến khích các phòng khoa, các giáo viên tăng cường cái mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thứ nhất là cho giúp cho các giảng viên cũng như học sinh sinh viên có cái điều kiện để thực tập, thực hành và làm quen với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh, và đồng thời là tranh thủ sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, phối hợp của các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo, đánh giá học sinh sinh viên và tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên để học sinh sinh viên sau khi ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm. Và trong thời gian tới thì cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như là hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp được Đảng ủy nhà trường xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để giúp cho nhà trường thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị và đảm bảo được đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội và phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở vị trí đơn vị công tác nào, tiến sĩ Trần Bá Uẩn cũng đều để lại những dấu ấn tốt đẹp bởi trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm. Đối với vai trò quản lý, thầy đã gắn bó, dốc hết tâm sức của mình để xây dựng ngôi trường, không chỉ khẳng định chất lượng, vị trí trong giáo dục mũi nhọn, mà còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm cho đội ngũ thầy cô giáo theo tinh thần đổi mới giáo dục. Đó là thông qua giáo dục để phát triển năng lực của mỗi sinh viên, trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng sống tốt, giúp các em vững bước tới tương lai. Đồng chí đã cùng với các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi phát triển về chuyên môn cũng như phát huy hết khả năng và sở trường của mình. Tôi nhận thấy môi trường sư phạm trong nhà trường ngày càng được phát triển và cải thiện hơn. Về cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm, đầu tư, khang trang hơn, hiện đại hơn và đội ngũ viên chức, nhà giáo luôn được khuyến khích và sáng tạo hơn trong công việc. Nhắc đến gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không thể không nhắc tới thầy Trần Bá Uẩn. Thầy là người luôn đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường và thầy luôn là tấm gương sáng để chúng tôi học tập và noi theo. Là trường hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã xây dựng triết lý giáo dục, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp vào trong đào tạo. Việc gắn kết hoạt động từ đào tạo, giảng dạy, tìm việc làm với doanh nghiệp đã trở thành việc làm thường xuyên. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm và những tình cảm chân thành gắn bó, tiến sĩ Trần Bá Uẩn đã tiếp lửa cho các thế hệ giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường, vun đắp khát vọng, đam mê, hướng tới đỉnh cao tri thức. Bên cạnh việc tự rèn luyện mình thì đồng chí luôn động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên luôn học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Và đồng chí luôn truyền thông điệp tới cán bộ, giảng viên phải tận tâm, tận trí, tận lực để đào tạo học sinh, sinh viên, tạo ra nhân cách, sức lao động để làm sao mà mỗi học sinh, sinh viên khi ra trường thì các em đều có thể là tự tạo được việc làm, có cơ hội tìm việc làm và có thể học ở các trình độ cao hơn. Kết thúc năm học 2022-2023, tập thể nhà trường đã được trao tặng huân chương độc lập hạng 3, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cá nhân thầy giáo Trần Bá Uẩn được tặng thưởng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tập thể Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật được đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
Đây là những kết quả đánh dấu sự phấn đấu không ngừng của tập thể nhà trường trong thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.